Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn chế độ sửa chữa dành cho người thợ sửa chữa hoặc chế độ service mode dành cho người thợ sửa chữa của xe máy xúc thủy lực PC1250-8 hoặc 8mg của Komatsu. Để hiểu được sửa chữa một cách thuần thục thì các bạn phải vào được chế độ service mode dành cho người thợ sửa chữa hàn nâng kỹ thuật. Chúng ta hay gọi là chế độ sửa chữa dành cho người thợ sửa chữa. Để làm được việc này, các bạn cùng xem tôi cách vào như thế nào. Sau khi chúng ta bật chìa khóa lên rồi thì các bạn ấn phím này và giữ ấn 1 2 3, giữ và ấn. Như vậy chúng ta đã vào được chế độ service mode. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn chế độ service mode dành cho người thợ kỹ thuật. Trong hạng mục service mode này thì không, các bạn vào màn hình rồi thì nó sẽ hiển thị cho các bạn đây khoảng độ 10 hạng mục. Đấy. Hạng mục đầu tiên đó là hạng mục return, tức là chúng ta quay lại. Hạng mục tiếp theo là hạng mục monitoring, tức là hạng mục để chúng ta giám sát các thông số của xe ở bên trong xe. Nó gồm có cái gì? Khi mà các bạn có lỗi hoặc cái gì bất thường ấy thì các bạn vào hạng mục này để các bạn kiểm tra, giám sát. Hạng mục này thì các bạn ấn phím ở phía dưới thì chúng ta sẽ vào bên trong cái hạng mục monitoring này. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là nó có rất là nhiều những các cái mục khác nhau, khoảng độ gần 100 hạng mục để các bạn kiểm tra. Các bạn di chuyển thì các bạn dùng cái mũi tên đi lên hoặc đi xuống để các bạn di chuyển. Và các bạn có thể chọn hạng mục. Về cơ bản, các bạn có thể chọn được 4 hạng mục tiếp khác nhau để các bạn kiểm tra. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta kiểm tra được 4 hạng mục tất cả. Mỗi hạng mục các bạn có thể nhớ số để các bạn vào, hoặc các bạn cũng có thể lần theo trong các hạng mục monitoring này để các bạn vào. Cái nào bạn mà thấy cần kiểm tra thì các bạn ấn phím mũi tên, tức là phím Enter, thì các bạn vào bên trong để các bạn kiểm tra được. Đó, như vậy ở đây chúng ta có gì? 4 hạng mục để chúng ta có thể kiểm tra, giám sát. Xong hạng mục monitoring rồi ấy, thì chúng ta có thể chuyển sang đến hạng mục tiếp theo, đó là hạng mục số 2. Đó là hạng mục 02, đó hạng mục về lỗi. Xem mã lỗi, các loại lỗi ở trong này thì chúng ta xem vào trong này. Bằng cách chúng ta ấn mũi tên phía trong thì nó sẽ ra được các mã lỗi. Ở trong này là mã lỗi gì? Về cơ bản, chúng ta khi chúng ta ấn mũi tên này ấy, thì trong này nó sẽ hiện ra là hai loại mã lỗi, 01 và 02. 00 tức là return, chúng ta quay lại. Đấy. Còn 01 thì là mã lỗi về điện, và 02 là mã lỗi về cơ khí. Khi mà các bạn muốn ấn vào trong này xuống hạng mục về lỗi về điện thì chúng ta xem, chúng ta ấn về di chuyển số mũi tên về điện, và chúng ta ấn mũi tên và chúng ta sẽ xem là có lỗi về mã điện. Ở đây là không có lỗi nên là nó không có hiển thị lên cho chúng ta xem. Thì chúng ta kiểm tra lỗi cơ khí xem như nào. Tức là mạng 102 thì ta ấn vào trong ấy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có những rất là nhiều lỗi cơ khí trong này. Thì các bạn nhìn thấy ở đây có rất là nhiều lỗi đúng không ạ? Lỗi không, ở đây có 4 lỗi tất cả. Từ 01, 02, 03, 04. Đó, các bạn nhìn thấy. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là số đầu tiên, cột đầu tiên này các bạn sẽ nhìn thấy đó là số thứ tự về lỗi. Cột thứ hai đó là nội dung lỗi, là nội dung là cái gì đó, và hộp đen nào là hộp đen xác nhận. Và cái cột thứ ba đó là cái cột về cái giờ đấy ạ, cái giờ ở hàng dưới cùng ấy, đó là cái giờ xảy ra lần đầu đó, các bạn nhìn thấy không. Còn cái cột cuối cùng đó là mã lỗi là mã lỗi gì và giờ xảy ra là bao nhiêu ở lần đầu. Còn cái hàng 00 cột đầu tiên ý, đó là hàng về tổng số lỗi. Đúng không ạ? Nó đều giống nhau cả. Chúng ta quay ra bên ngoài. Thì chúng ta sang đến hạng mục tiếp theo, đó là hạng mục về maintenance recorder. Khi chúng ta vào cái hạng mục này thì chúng ta sẽ kiểm tra được các thông số về bảo trì bảo dưỡng, thay thế trong bao nhiêu lâu, thay thế được bao nhiêu lần từ lúc mà chúng ta mua xe về, chúng ta thay thế được bao nhiêu lần, những hạng mục nào là thay nhiều, những hạng mục nào là thay ít thì chúng ta vào đây, như vậy chúng ta có thể xem được. Với tổng số khoảng độ 10 hạng mục đó thì các bạn có thể xem rõ ràng được. Giờ chúng ta quay ra sang hạng mục tiếp theo, đó là hạng mục dế
Maintenance Mode. Tức là hạng mục này thì để các bạn làm gì? Để các bạn kiểm tra cũng như là các bạn cài đặt lại các thông số về thay đổi chế độ bảo trì bảo dưỡng. Đó, nếu các bạn vào hạng mục này. Bây giờ tôi ấn vào hạng mục này để chúng ta xem. Như vậy chúng ta vào được trong cái hạng mục này thì nó cũng có 10 cái hạng mục về chế độ bảo trì bảo dưỡng đó. Thì các bạn cũng có thể thay đổi cái số giờ. Tại sao chúng ta phải thay đổi? Bởi vì là chất lượng dầu cũng như chất lượng lọc khác nhau, cho nên là chúng ta có thể thay đổi cái số giờ này tăng lên hoặc giảm đi tùy theo cái chất lượng dầu hay là chất lượng lọc của xe mà mỗi lần chúng ta mua về. Nếu như mà chất lượng xấu đi thì chúng ta giảm cái thời gian thay thế đi, cũng như là chất lượng tốt đi thì chúng ta tăng nó lên. Ý nghĩa là của nó như vậy. Và các bạn sử dụng mũi tên này để các bạn ấn di chuyển, hoặc các bạn cũng có thể tắt cái chế độ bảo trì bảo dưỡng này đi, các bạn không cần thiết phải bật nó lên nữa làm gì. Ý nghĩa là như vậy. Đây các bạn nhìn đây, tôi có thể tăng lên hoặc tôi có thể giảm đi. Đó. Sau khi chúng ta tăng lên rồi thì chúng ta ấn xác nhận thì nó sẽ ok, nó sẽ mặc định cho các bạn là dữ liệu đã được bên vào bên trong. Trong cái hạng mục số 13 này nó có hạng mục default, đó là hạng mục mặc định. Các bạn có thể chọn hạng mục mặc định được. Đó. Bây giờ chúng ta sang đến hạng mục đó, hạng mục số 5, đó là hạng mục phone number MT. Tức là vào hạng mục này thì các bạn đặt cài đặt lại chế độ các thông số về điện thoại. Tức là khi có lỗi thì mã lỗi đã hiện lên kèm theo số điện thoại này, nó cũng hiện lên để các bạn tiện các bạn gọi cho thợ kỹ thuật. Ý nghĩa là như vậy. Ở đây sau khi vào rồi thì chúng ta có thể đặt số điện thoại, một số điện thoại nào đó. Đó, ví dụ tôi nhập một cái mã số điện thoại nào đó. Như vậy là sau khi có lỗi thì nó sẽ hiển thị lên. Hạng mục tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn, đó là hạng mục gì? Để hạng mục đó là default setup. Các bạn vào trong hạng mục default setup này thì nó có rất nhiều các hạng mục để các bạn chọn lựa ở bên trong. Ở đây là return key mode, name with init hoặc là whipper. Ở cái phần key on mode ấy, thì các bạn vào trong này nó cũng có rất nhiều hạng mục ở bên trong nữa. Để vào trong thì các bạn chỉ cần ấn phím chữ V thôi, tức là phím enter ấy, thì nó sẽ vào bên trong. Đây, nếu tôi ấn vào bên trong của hạng mục key on mode ấy, thì nó có rất là nhiều chế độ. Đây, chế độ P, chế độ E, chế độ lâng, chế độ tải nặng này, tải nhẹ này, 02 tải nhẹ, 03 chế độ lâng này, chế độ 404 nào ưu tiên quay toa, chế độ 5 là chế độ key mode ở phía trước, tức là chúng ta tắt chế độ này đi hoặc là chúng ta bật chế độ này lên. Và chế độ số 6 là chế độ mặc định. Mỗi một chế độ chúng ta, ví dụ chế độ lâng và chế độ ưu tiên quay toa, chúng ta có thể tắt nó đi hoặc chúng ta có thể dùng hoặc không dùng được, và chúng ta vào đây chúng ta tắt nó đi. Đó. Hoặc chế độ P mode hoặc là chế độ E, nếu ta chọn đây ấy, thì nó sẽ khi mà chúng ta bật chìa khóa lên mặc định nó ở trên màn hình là nó sẽ chọn chế độ B. Ở chế độ E cũng như vậy, nếu ta bật chọn đây ấy, thì trên màn hình khi chúng ta bật ấy, thì nó mặc định nó sẽ hiện lên chế độ E cho chúng ta. Đó, ý nghĩa của cái này nó là như vậy. Còn nếu các bạn mà không chọn đây ấy, thì ở bên các bạn chọn bên ngoài thì nó khi các bạn bật lên thì nó vẫn là chọn theo giá trị bên này thôi. Ở đây nó có một cái giá trị, đó là giá trị default value, tức là hạng mục số 6 của chúng ta. Thì hạng mục này thì các bạn đó là hạng mục mặc định. Chúng ta nếu chúng ta không chọn nữa thì nó sẽ mặc định ở cái chế độ mà default này. Xe nó sẽ tự chọn lựa cho chúng ta. Sau sang default rồi ấy, thì chúng ta quay sang hạng mục tiếp theo. Đó là hạng mục adjustment. Đó. Ở hạng mục này thì các bạn vào đây thì các bạn có thể điều chỉnh được tất cả các thông số về quạt, về bơm. Như các bạn biết là xe chúng ta làm việc bình thường thì quạt chạy ở tốc độ là 70% thôi. Còn khi nào chúng ta sử dụng 100%, đó là khi chúng ta kiểm tra hệ thống thủy lực cũng như là hệ thống bơm, xem là nó bị hỏng hóc chỗ nào, nó bị yếu chỗ nào, thì chúng ta mới vào chế độ này để chúng ta
kiểm tra thôi. Ví dụ như điều chỉnh về hạng số mục số 1, chúng ta điều chỉnh về bơm. Thì như các bạn biết là mỗi một xe, mỗi một cái thông số nó có một cái thông số khác nhau để chúng ta điều chỉnh. Từ 210 đến 230 chẳng hạn, ví dụ thế. Thì mỗi cái nó sẽ có một cái thông số khác nhau để chúng ta điều chỉnh. Đây là cái giá trị mà trên trong kỹ thuật họ đưa ra cho chúng ta, giá trị chúng ta điều chỉnh, giá trị của bơm từ 220 đến 228 thì giá trị của bơm của chúng ta nó sẽ tăng, nó sẽ giảm. Từ 220 là dương 98 newton hoặc là 10 cân. Còn nếu chúng ta tăng lên 228 thì giá trị nó giảm đi 10 cân. Như vậy tổng số giá trị tuyệt đối từ 220 đến 228 là đi 20 kg lực. Đấy, các bạn nhớ đối với quá trình điều chỉnh bơm. Về cơ bản thì chúng ta không cần thiết phải điều chỉnh bơm cũng như quạt, trừ trường hợp chúng ta có hệ thống chúng ta bị lỗi chỗ nào đó thì chúng ta mới cần phải điều chỉnh. Ở đây là bảng giá trị cái chế độ adjustment này để cho lựa chế độ của bơm với mã là từ 550 đến 551 và 552 ở tốc độ chọn lựa là 70% hoặc là chế độ bình thường. Đây là bảng giá trị để chúng ta điều chỉnh về tốc độ của quạt ở 100%. Có mã từ 560 đến 56E. Cũng tương đương với tốc độ được tăng lên từ 0/105 vòng trên phút và giảm xuống đến -105 vòng trên phút. Đó là các bảng giá trị về quạt. Ở phần trước là bảng giá trị về bơm. Nếu vậy đối với cái giá trị điều chỉnh này thì tôi chỉ giới thiệu với các bạn như vậy thôi. Chúng ta nếu chúng ta quay ra tiếp hạng mục tiếp theo, đó là hạng mục gì? Cylinder cut in cut out. Ở cái chế độ này thì các bạn để mục đích để các bạn làm gì? Để các bạn cắt kim phun thôi. Xem máy nào sống, máy nào chết, kim phun nào sống, kim phun nào chết. Về cơ bản khi các bạn vào trong ấy, các bạn cắt ấy, các bạn có thể cắt được 3 đến 4 xi lanh. Những cắt thế để làm gì thì cũng không cần thiết. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, chúng ta chỉ cần cắt một cái thôi. Về cơ bản tức là cái inject fueling command này nó phải tăng lên sau khi các bạn chọn một con xi lanh nào đó. Ở đây chúng ta có 6 máy thì chúng ta chọn một con nào đó thì cái lượng này nó phải tăng lên, thì như vậy con kim phun đó sống. Còn nếu như mà giữ nguyên so với cả trước khi cắt thì như vậy con kim phun đó đã chết, ý nghĩa là như vậy. Bây giờ chúng ta quay sang, đó là hạng mục low injection. Ở hạng mục low injection này thì các bạn cần chú ý cái gì? Đó là khi mà chúng ta để xe lâu rồi thì chúng ta muốn khởi động đề lại để cho nổ máy ấy, thì chúng ta vào hạng mục này để chúng ta low injection. Ý nghĩa như là cái xe máy của chúng ta mùa đông chúng ta để lâu, chúng ta muốn để lổ ngay ấy, thì chúng ta phải ra chúng ta đạp không, chúng ta tắt chìa khóa đi, chúng ta đạp không 20 cái ạ, chúng ta bật chìa khóa lên chúng ta để lổ rất là nhanh. Hạng mục tiếp đó là hạng mục gì? Slap shop. Đối với hạng mục slap shop này để mục đích làm gì? Để cho các bạn cũng như cho thợ kỹ thuật hoặc là cho các nhân viên của đại lý Komatsu họ vào đây họ thực hiện cái chế độ slap shop này để lưu dữ liệu nhanh, chụp nhanh màn hình các thông số của xe, xem là nó tình trạng nó ra làm sao. Khi các bạn ấn thực hiện slap shop ấy, thì nó sẽ thực hiện được như vậy, ý nghĩa là như vậy, và các bạn có thể đánh giá được là xe của chúng ta nó như thế nào. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn chế độ service mode dành cho người thợ kỹ thuật hoặc chế độ sửa chữa dành cho người thợ kỹ thuật của xe máy xúc thủy lực PC 1250-8 hoặc PC 1250SP-8 hoặc -8R hoặc -8R1, chúng đều giống nhau về cơ bản như vậy. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ noi.komatsuvietnam@gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. Mời các bạn đón xem video tiếp theo về các cách sửa chữa cũng như là khi chúng ta thấy mã lỗi thì chúng ta sửa chữa như nào đối với cả xe máy xúc thủy lực PC 1250.